Mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Công Bác Nông Dân. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm cây mãng cầu nha mọi người. Đây, cây mãng cầu. Rất là nhiều trái luôn nha mọi người. Đây mình đếm sơ sơ chắc phải 8-9 trái gì đó. Rồi, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những clip sau nhé. Cảm ơn mọi người.